Xin chào, mình là Vô Lý và chào mừng các bạn đã quay trở lại với Game On News, chuyên mục tin tức hàng tuần của chúng mình. Để mở đầu cho bản tin ngày hôm nay, ta sẽ đến với một tin khá chấn động. Đó là việc Tencent đã bốc hơi khỏi top 10 công ty lớn nhất thế giới. Sự đàn áp gần đây của Trung Quốc lên lĩnh vực trò chơi điện tử đã đánh dấu một cột mốc suy thoái cho ngành công nghiệp game của đất nước này. Và gã khổng lồ Tencent có lẽ là mục tiêu chịu nhiều thua thiệt nhất trong cuộc thanh trừng. Mọi thông tin chi tiết sẽ có ngay sau đây. Ok, Game On! Những ngày gần đây, các hoạt động chơi game trực tuyến đang bị kèm cặp sát sao bởi chính phủ Trung Quốc và điều này đã ảnh hưởng tiêu cực đến những nhà sản xuất game tại đất nước tỷ dân này. Điển hình nhất chính là NetEase khi họ phải thu nhỏ phạm vi hoạt động của một số studio con cùng những dự án game của mình trong tương lai. Theo tờ South China Morning Post, hàng chục nhân viên bao gồm lập trình viên, thiết kế và sáng tạo game tại hai chi nhánh Thượng Hải và Hàng Châu đã bị ép dừng làm việc và được yêu cầu tìm kiếm các dự án mới trong hoặc ngoài NetEase. Ngoài ra thì hàng loạt những hoạt động khác của những công ty này cũng phải bị đình trệ để chờ những hướng dẫn mới nhất từ phía chính phủ. Sự việc này cũng đã được đoán trước khi mà NetEase là một trong những công ty game phân phối rất nhiều những sản phẩm game trực tuyến vi phạm luật lệ mới của chính phủ Trung Quốc. Không riêng gì NetEase, Tencent cũng là mục tiêu bị ảnh hưởng nghiêm trọng trong cuộc đàn áp của giới quan chức cấp cao. Theo đó, cổ phiếu niêm yết tại Hồng Kông của công ty này đã giảm 0,5% vào ngày 16 tháng 9, khiến cho định giá của nó rơi xuống mức 556 tỷ đô la và đưa Tencent ra khỏi danh sách top 10 công ty có giá trị thị trường lớn nhất thế giới. Dữ liệu cho thấy đây là lần đầu tiên kể từ năm 2017, danh sách trên không hề có sự xuất hiện của một doanh nghiệp Trung Quốc nào. Kéo theo sự suy giảm vị thế của Tencent và NetEase sẽ là hàng loạt những khó khăn mới cho ngành công nghiệp game Trung Quốc, bao gồm kiểm duyệt và giao dịch. Thông thường mỗi tháng thì Cục Quản lý Xuất bản và Báo chí Quốc gia sẽ công bố khoảng 80 đến 100 tựa game được cấp phép phát hành. Nhưng với tình hình hiện tại thì số lượng trò chơi được ra mắt trong tương lai sẽ giảm một cách rõ rệt. Thật may mắn là ngành game ở Việt Nam mới chỉ bị réo tên trên các bản tin truyền hình thôi chứ chưa bị kiểm duyệt chặt chẽ. Vậy nên ta mới có thể trải nghiệm đầy đủ các tựa game từ trên thế giới, cũng như những nhà phát triển game nhỏ vẫn được làm game một cách tự do sáng tạo. Tạm gác lại những vấn đề này sang một bên, chúng ta sẽ cùng chuyển qua mục điểm tin với nhiều thông tin đáng chú ý khác. Cựu nhân viên Ubisoft đã đều công ty cũ thành lập studio game AAA. Vào giữa tuần qua, nhà phát hành game Digital Brothers, đồng thời là chủ sở hữu của 505 Games, đã thông báo về việc đồng sáng lập một studio mới mang tên Nesting Games, nhằm phát triển các game AAA nhập vai không theo mô hình thế giới mở. Tọa lạc tại thành phố Quebec, Nesting Games được thành lập bởi các nhà phát triển từng làm việc dưới trướng Ubisoft, những người đã góp phần tạo nên thành công của các tựa game thế giới mở như Assassin's Creed Syndicate, Assassin's Creed Odyssey, Assassin's Creed Valhalla và Immortal Phoenix Rising. Ngay khi vừa ra mắt, studio game này đã nhanh chóng khẳng định bản thân sẽ không đi theo lối mòn đã luôn gắn chặt với cái tên Ubisoft. Theo giám đốc thương mại Jordan Thibault, Nesting Games sẽ rời xa mô hình thế giới mở, chỉ mang lại trải nghiệm chất lượng về mặt nội dung và sẽ không làm tốn thời gian của người chơi. Dù bạn chơi 30 phút hay 2 tiếng thì đều thú vị cả. Cho đến nay, Nesting Game mới chỉ có 18 nhân viên chính thức, một con số khá khiêm tốn cho một studio game AAA. Hiện tại, họ cũng đang đẩy mạnh việc tìm kiếm một người thiết kế đồ họa 3D chuyên nghiệp, một nghệ sĩ làm hoạt hình 3D, một lập trình viên AI, một nhà thiết kế trò chơi để củng cố tiềm lực của mình. Battlefield 2042 chính thức rời ngày phát hành. Trong một tuyên bố mới được đăng trên tài khoản Twitter của mình, đội ngũ sản xuất đứng sau tựa game được mong đợi nhất 2021 Battlefield 2042 đã quyết định kéo dài thời gian phát triển thêm một tháng nữa. DICE chia sẻ rằng, quá trình hoàn thiện game đã mất nhiều thời gian hơn dự kiến do những lo ngại liên quan đến biến thể corona mới và do đó, lịch ra mắt ban đầu vào ngày 22 tháng 10 sẽ phải lùi lại sang ngày 19 tháng 11. Battlefield 2042 từ đó cũng sẽ giảm bớt áp lực phải đối đầu với các siêu phẩm tháng 10 khác như Far Cry 6, Guardians of the Galaxy, v.v. Ngoài ra, hai tựa game đáng chú ý khác là Dying Light 2 Stay Human và Lost Ark Western cũng sẽ rời lịch phát hành của mình lần lượt sang đầu năm 2022. Hàn Quốc phạt Google gần 180 triệu đô la Mỹ vì thao túng thị trường Android. Cơ quan chống độc quyền của Hàn Quốc KFTC vừa qua đã ban hành án phạt trị giá 207,4 tỷ won, tức hơn 4.000 tỷ Việt Nam đồng lên Google vì lạm dụng sự thống trị của mình tại thị trường hệ điều hành Android. Theo đó, mặc dù Android là mã nguồn mở, nhưng Google đã buộc các nhà sản xuất di động như Samsung, Amazon, Acer, v.v. ký một thỏa thuận chống phân mảnh, ngăn cho họ có bất kỳ thay đổi nào lên hệ điều hành. Điều này được cơ quan này miêu tả như một hành vi bất hợp pháp và kìm hãm sự đổi mới trong việc phát triển hệ điều hành smartphone. KFTC yêu cầu Google ngừng ép buộc các công ty ký AFA và phải đưa ra biện pháp khắc phục tình trạng hiện tại. Tuy số tiền phạt mà KFTC đưa ra chỉ là muối bỏ bể, nhưng KFTC cho biết
động thái của họ là một tuyên bố quan trọng cho quyền lợi của người dùng. Ngược lại, Google khẳng định sẽ kháng án phạt, đồng thời cảnh báo sẽ khiến người tiêu dùng mất đi nhiều lợi thế đang được hưởng từ Android. Activision Blizzard tiếp tục bị kiện vì chính sách lao động bất công. Các nhân viên của Activision Blizzard vừa qua đã bắt tay với công đoàn truyền thông CWA nhằm đệ đơn kiện chống lại Activision Blizzard lên Ủy ban quan hệ lao động quốc gia với cáo buộc công ty trò chơi này có lịch sử đe dọa nhân viên và phá hoại công đoàn. Trong một tuyên bố với báo chí, các công nhân viên nói rằng Activision Blizzard đã liên tục đe dọa, giám sát và thẩm vấn các nhân sự để buộc họ ngừng bàn luận về các điều kiện lao động, đặc biệt là thời điểm Activision Blizzard phải hầu tòa vào tháng 7. Vụ kiện này cũng được cho rằng sẽ giúp Activision Blizzard nỗ lực hơn trong khâu quản lý nội bộ. Cáo buộc nối tiếp cáo buộc, việc môi trường lao động vô cùng độc hại như vậy bị phanh phui sẽ lại giáng một đòn chí mạng nữa lên công ty game tỷ đô này, đồng thời ảnh hưởng nghiêm trọng tới các sản phẩm sắp được ra mắt. Hiện tại, Activision Blizzard vẫn chưa có thông báo chính thức nào về sự việc này. God of War Ragnarok chiêu mộ đạo diễn mới. God of War Ragnarok đang có một sự thay đổi lớn trong quá trình sản xuất, với việc Cory Balrog kỳ cựu tuyên bố rời ghế giám đốc sáng tạo và công việc chỉ đạo sẽ được đảm nhận bởi Eric Williams. Williams gia nhập studio Sony tại Santa Monica từ năm 2004 và đã tham gia sản xuất God of War với tư cách là một nhà thiết kế, tập trung vào phần chiến đấu. Cory Balrog khẳng định sự thay đổi này là truyền thống của studio Santa Monica và nó sẽ đem tới một góc nhìn mới cho phần game cuối cùng của series đình đám God of War. Ngoài ra, khi được hỏi tới nguyên nhân kết thúc God of War chỉ sau 2 bản game, Cory nhắc tới khoảng thời gian 5 năm để phát triển xong God of War 2018. Ước tính thời gian thực hiện những bản sau cũng sẽ dài tương tự vậy. Với con số này, Balrog phỏng đoán rằng nếu cốt truyện thần thoại Bắc Âu được kể trong 3 tựa game, điều đó có nghĩa là họ sẽ mất tận 15 năm cho một câu chuyện duy nhất. Và đối với Balrog thì đó là một chặng đường quá dông dài. Mặc dù vẫn chưa có ngày phát hành chính thức, nhưng God of War Ragnarok dự kiến sẽ có mặt trên PS4 và PS5 vào năm 2022. Vừa qua, hoạt động kinh doanh béo bở của Apple App Store đã phải hứng chịu một đòn giáng mạnh nhờ phán quyết của thẩm phán liên bang trong cuộc chiến pháp lý với Epic Games. Tuy nhiên, chiến thắng vẫn chẳng nghiêng hoàn toàn về phía Epic khi hãng game này cũng bị thiệt hại một số tiền lớn. Vào thứ Sáu vừa rồi, cuộc chiến giữa Apple và Epic Games tưởng chừng đã đi đến hồi kết khi kết luận của thẩm phán liên bang được tuyên bố và bất lợi nghiêng về phía Epic Games. Trong đó, Apple bác bỏ thành công 9 trên 10 cáo buộc và 6 triệu đô la là số tiền mà Epic Games phải trả cho Apple vì vi phạm hợp đồng với game Fortnite. Số tiền này đã bao gồm 30% doanh thu Epic Games kiếm được từ Fortnite trong khoảng từ tháng 8 đến tháng 10 năm 2020 và thêm 30% doanh thu từ tháng 11 năm 2020 cho tới ngày tòa đưa ra phán quyết. Sở dĩ sau khi Apple gỡ Fortnite vì vi phạm hợp đồng, Epic vẫn kiếm được doanh thu từ game mà người dùng đã cài trên thiết bị từ trước. Tuy nhiên, Apple cũng phải chấp nhận dỡ bỏ các hạn chế đối với những phương thức thanh toán không thuộc phạm vi App Store. Ngoài ra, Apple cũng không được phép cấm các nhà phát triển thông báo cho người dùng biết về phương thức thanh toán này. Khi nghe kết quả vụ việc, Apple tuyên bố phán quyết trên là một chiến thắng vang dội, bất chấp việc họ buộc phải thay đổi các chính sách trên App Store. Ngược lại, Epic Games tuy chấp nhận trả tiền phạt nhưng cho rằng đây là bất lợi cho nhà phát triển lẫn người dùng iOS khi không thể đem Fortnite trở lại hệ sinh thái Apple. Epic khẳng định sẽ tiến hành kháng cáo tới cùng. Và những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc số Game On News của ngày hôm nay. Nếu có thắc mắc hay chia sẻ gì, các bạn có thể inbox trên fanpage của Game On hoặc comment bên dưới phần bình luận nhé. Như thường lệ, nếu thấy video này hay và hữu ích đừng quên nhấn like và share. Còn nếu như đây là lần đầu các bạn đến với Game On, hãy nhấn nút subscribe và nút chuông thông báo. Mình là Vô Lý và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.